Sáng ngày 25 tháng 8, đơn vị tổ chức phiên đấu giá biển số ô tô thông báo, sau phiên đấu giá bị lỗi kỹ thuật ngày 22 tháng 8, phiên đấu giá tới sẽ được tổ chức vào tháng 9 năm 2023. Theo đơn vị tổ chức đấu giá là công ty đấu giá Hợp Danh Việt Nam, đối với 11 biển số ô tô đưa ra đấu giá ngày 22 tháng 8 vừa qua, không thực hiện được do lỗi kỹ thuật. Đơn vị đảm bảo giữ nguyên quyền lợi của toàn bộ khách hàng đã nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá. Đơn vị tổ chức đấu giá sẽ gửi thông báo liên hệ với khách hàng đã nộp tiền đăng ký tham gia đấu giá để giải quyết theo quy định. Theo công ty đấu giá Hợp Danh Việt Nam, thời hạn nộp tiền đặt trước của 11 biển số đã hết nên không phát sinh thêm khách hàng đăng ký tham gia. Bên cạnh đó, đối với các biển số ô tô còn lại trong danh sách niêm yết, trừ 11 biển số trên, khách hàng có thể tiếp tục đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước cho đến trước thời điểm tổ chức cuộc đấu giá 3 ngày.